Rồi, hôm nay em xin giới thiệu đến anh em một bộ sản phẩm mới nha. Bộ âm ly Technipsu 82 và một cái tuner 82 luôn, đồng bộ. Xây 45. Mặt mày cực kỳ đẹp, không một chiếc trầy. Rất là sáng, dàn nút cực kỳ đẹp luôn. Để mở đoạn nhạc này. Con này chạy 4 giọt sắt Toshiba chữ đỏ nha anh em, công suất 150W. Đánh 2 cặp A cộng B luôn nha. Luôn nét, đánh số chép, đánh số bass. Đây là bass chép. Đây chế độ cho ngõ cặp main và remote hoặc là main cộng remote. Đây cắt ngõ vào. Người bạn pháo binh. Còn tuner thì nó bằng bằng ở 90 thôi nha. Bắt được một hai đài. Giống như full 180 nha. Anh gióp cho khéo nghe kéo lầm vào nhà. Nhà tôi ở cuối chân núi có sàn thiên lý có người tôi. AR4 hoặc những cặp Advan, những lựa chọn những cái âm ly mà hơi đắt tiền xíu mới đánh được nó. Còn những cái âm ly như thế này đánh cực kỳ tốt, mượt mà hơn những cái con đàn anh đó là 510, 610 và 630. Rồi bên dưới là một con đề nông 1000G cực kỳ đẹp luôn. Rồi hai cái lọc xanh xui đất này 9 giờ đến 8 full catalog hết nha nè. Nên nào có nhu cầu thì liên hệ cho em.
Rồi bộ này em xin báo giá luôn cho anh em để anh em cân đối tài chính để lựa chọn cho mình hợp lý nhất ha. Bộ này em đang bán với giá là 4.8 triệu, bao gồm thớt âm ly và thớt tuner luôn. Con này tiếng rất là hay, hay vô xa tầm giá rất nhiều. Để em gắn cái dây test FM luôn ha. Khi chuyển về địa phương, cơ quan quân sự cấp tỉnh thành phố thực hiện chi trả trợ cấp hàng quý. Các trường hợp này cũng được ưu tiên đăng ký khám chữa bệnh tại. Nó chỉ được 1-2 đài thôi anh em. Em là muốn bắt ở đài nhiều về tự lên full bằng tầng 108 ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều.